Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tham mưu Quân khu 5 do Đại tá Tống Phú, Phó Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra khảo sát khu vực dự kiến diễn tập thực binh, xử lý sự cố tràn dầu tại cảng xuất sản phẩm số 1, nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đây là nội dung diễn tập phòng thủ dân sự có trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Đoàn đã kiểm tra thực tế khu vực dự kiến diễn tập và làm việc với các sở ban ngành, cơ quan có liên quan về nội dung diễn tập. Nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi báo cáo và nhà máy lọc dầu Dung Quất thông qua phương án diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu với các tình huống giả định có thể xảy ra. Đoàn kiểm tra đề xuất thêm một số phương án, công tác chuẩn bị, lực lượng, các đơn vị chức năng tham gia diễn tập để thống nhất một số nội dung nhằm tham mưu báo cáo cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 làm việc với lãnh đạo tỉnh, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, kịch bản, chuẩn bị nội dung diễn tập phù hợp, sát thực tế, đạt kết quả tốt nhất. Cuộc diễn tập thực binh ứng phó sự cố tràn dầu với quy mô cấp vùng dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2022.